Thì cả nhà mình thấy một buổi chiều tầm bây giờ khoảng 4 giờ rồi thì có một chuyến đò rất là lớn luôn nè cả nhà mình. Chuyến đò chở du khách không biết ở đâu đến. Cái này chắc ở Trà Vinh nữa cả nhà. Du khách ở toàn bộ Trà Vinh hết luôn. Ở Trà Vinh nha. Thì cả nhà mình cũng biết là liên tục các đò như vậy chở du khách ở các tỉnh đến đây để phục vụ cho lễ kính thành chùa Ô Chum nha. Các du khách đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa Ô Chum. Ở đây chùa. Rất là nhiều các bạn chắc. Những chuyến đò này chạy từ đây xuyên suốt tới 6 giờ chiều luôn đó cả nhà. 6 giờ chiều để cho kịp những chuyến xe mà còn ở ngoài kia rất là nhiều. Còn rất là nhiều ở ngoài kia luôn. Ở tại đây thì cả nhà mình cũng thấy là rất là nhiều nha. Thì xe này thì chở rất là nhiều nhà sư ở các nơi đến đây. Thì các bạn nhìn thấy thì không biết ở đâu đến đây. Ở đây toàn bộ như là ở phái đoàn mình ở đâu đến đây cô? Phái đoàn mình ở đâu đến này? Cần Giờ. Cần Giờ. Cần Giờ Long An á hả? Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên. Con tưởng ở Long An. Dạ. Cần Giờ nữa hả? Dạ. Phái đoàn này hơi đông à. Dạ. Rất là đông cô chú đến để lễ Si Ma luôn. Dạ. Rất là đông. Ở Cần Giờ Mỹ Xuyên. Thì ở dưới kia có những chiếc phà đang đến đó nghe cả nhà mình. Liên tục. Khi mà phà này đi thì phà khác đến. Vui nhất là cả nhà mình biết gì không? Ở tại trên cầu á cả nhà mình. Có những cô buôn bán ở trên cầu rất là nhiều luôn. Có những cô buôn bán ở trên cầu bắp. Quá trời chặt chội. Đi và chuyến về thì cũng là đưa bà con mình về và phục vụ đưa bà con mình đến. Cái này là chuyến xong mới trơn rồi mình đi về. Mình ở đâu đến rồi? Mỹ Tú hả? À? Anh em Mỹ Tú. Dạ. Ok. Chuẩn bị đi Si Ma ở Mỹ Tú nữa mà. Dạ. 567. À 567. Tháng 4. Dạ. Thì ở đây mình đi xe lớn xuống đây hay là xe nhỏ? Xe lớn. Dạ. Rất là nhiều những chuyến tàu như vậy thì còn rất là nhiều nha. Tại vì xe lớn còn đang đậu ở ngoài bến xe chỉ chẳng ở năm còn rất là nhiều cả nhà mình. Và cả nhà mình nhìn thấy một cái hình ảnh rất là đẹp luôn nè cả nhà. Còn lặn trôi nổi ở tại chỉ xã ngã năm luôn. Cái hình ảnh rất
rất là đẹp. Cả nhà mình thấy một cái hình ảnh rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây thì mình về, ở đây cho mình không ở qua đêm mình về, sao không ở chơi qua đêm mình về. Các bạn thấy ở trên kia thì những tốp mà các bạn đang đến rất là nhiều, đi bằng đò như vậy rất là vui nha. Thì cả nhà mình thấy người của Ô Chùm thì các bạn cũng thấy rất là đông, giờ này 4 giờ rồi thì lượng khách quảng đổ về chùa Ô Chùm của chúng ta rất là nhiều, rất là nhiều. Những cái lượng mà du khách mà còn ở trên bến đò của thị xã Ngã Năm còn rất là nhiều để chờ những chiếc phà này di chuyển vào trong đây nha cả nhà mình. Đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời luôn. Như là đò chiếc phà này của Cần Thơ, cả nhà mình biết là phục vụ như là 24/24, là phục vụ như là không nghỉ ngơi, là dùng hết công thức để di chuyển những cái du khách vô và ra liên tục luôn nha cả nhà. Thì cả nhà mình cũng biết là lượng du khách mà ở các tỉnh bạn đến với chúng ta rất là nhiều. Thì cả nhà mình thấy thì bên kia thì xe đi qua, xe nhỏ đi qua và đậu lượng bên bển nha. Thì đó là những cái đoàn khách đang đến với thị xã Ngã Năm của mình nữa nha, rất là nhiều luôn. Và khi mà chị thấy YouTube thì chị vẫn tay chào nha cả nhà ơi. Đó là một cái điều. Ở đây thì mình không biết phái đoàn ở đâu đến, rất là nhiều. Một cái hình ảnh đi bằng thuyền mà vào giếng chùa Ô Chùm như vậy rất là đẹp luôn. Nhìn rồi và kia di chuyển rất là đẹp luôn, một cái hình ảnh rất là đẹp luôn, như là đò này chạy vô liên tục luôn khách hàng, để phục vụ trong những chuyến đò như vậy cho bà con ở tại chùa Ô Chùm. Thì các bạn đến từ các nơi và các tỉnh bạn nữa đến đây rất là nhiều luôn, đến đây để phục vụ ở tại đây rất là nhiều. Các cô ở đâu đến hả cô? Ở đây đi vô đây rất là nhiều. Thì cả nhà mình cũng thấy là một cái hình ảnh mà đoàn ghe mà ghé ở tại ngôi chùa Ô Chùm làm sôi nổi lên cái sự mà lễ khánh thành Sima tại chùa Ô Chùm nghe cả nhà mình, rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi.
thì cả nhà mình cũng thấy lễ Sima chùa Âu Châm diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 23/2 đến ngày 24/3, thì hôm nay cũng là ngày thứ hai tại diễn ra tại ngôi chùa Âu Châm. Thì cả nhà mình cũng thấy mà đoàn ghe lớn này thì phục vụ liên tục cho bà con ở khắp nơi đổ về chùa Âu Châm của chúng ta. Và hôm nay và ngày mai còn rất là nhiều phái đoàn ở các nơi sẽ di chuyển về tại ngôi chùa Âu Châm trong ngày 24, đây là ngày Chủ nhật gặp nữa nghe cả nhà. Một cái hình ảnh rất là đẹp, đây cũng là phái đoàn khi mà đi chùa nữa nha, rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp luôn cả nhà mình. Cả nhà mình thấy thì rất là sôi nổi nha, y chang mà chợ truyền thống hồi xưa vậy á cả nhà mình. Và đây không phải là chợ truyền thống, đó là một lễ hội 100 năm có một lần nha, lễ kính thành chùa Âu Châm nha. Một hình ảnh ở đây rất là chùa ở đâu đến. Và rất là nhiều nhà sư luôn, chắc là toàn bộ chắc là ở Trà Vinh cả bạn ơi, hay là ở các tỉnh khác nha. Thì hồi trưa có dự báo là 10 xe của đoàn Trà Vinh đến. Hình ảnh miền sông nước rất là đẹp nha cả nhà mình. Thì cả nhà mình biết là chùa Âu Châm thì đi di chuyển vào trong chùa Âu Châm nó có hai đường, đường bộ và đường thủy nha cả nhà mình. Thì đường bộ thì chỉ có xe 16 chỗ vô được thôi, còn xe mà lớn quá thì vô không được nha cả nhà mình. Và phải di chuyển bằng tàu và bằng ghe hoặc là đò nha cả nhà mình. Thì đây là những tàu ghe được phục vụ đưa tiễn bà con từ ở ngoài thị xã Nhã Nam vào trong chùa Âu Châm nha. Rất là đẹp luôn, một cái hình ảnh rất là đẹp luôn nè cả nhà mình. Những nhà sư ở đây đi đến viếng chùa rất là đông, Phật tử đến đây. Cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Một cái cảnh rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Khó lắm mới ghi hình được cái cảnh này nha. Và cả nhà mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Đẹp. Rất là nhiều phái đoàn, rất là nhiều phái đoàn đến với chùa Âu Châm nha. Hai chiếc ghe vừa tấp bến tại trước bến của chùa Âu Châm nha cả nhà mình. Thì hai phái đoàn và rất là nhiều du khách đến và di chuyển bằng xe lớn. Thì khi mà đến đây thì mình di chuyển bằng đò vào trong này nha cả nhà mình. Đúng rồi. Đã
rất là đông xe. Rất là đông, có lượng du khách mà khi mà đến với lễ hội Sima của chùa Ô Chum thì cả nhà mình cũng biết là rất là đông, và khi mà đi thì đi nguyên một phái đoàn xe rất là lớn, để xe lớn thì di chuyển vào trong chùa Ô Chum rất là khó khăn, thì phải đậu ở ngoài lộ lớn, lộ cái và di chuyển bằng đò vô trong này nha. Để mình ăn rất là đông cô chú. Ở đây mình đã chùa nào đến đây cô? Lộ mới. Dạ. Mình đi xe lớn hay đậu ở ngoài bến xe lớn? Dạ. Ở lộ mới. Đi đường này luôn nè cô. Đợi hai xe lại nữa. Dạ. Còn hai xe nữa hả? Dạ quá đông luôn cả nhà ơi. Đây là chùa Lộ Mới. Đây là toàn là Phật tử của chùa Lộ Mới đến viếng Sima tại chùa Ô Chum. Thì cả nhà mình cũng biết là lễ Sima. Dạ. Thì bữa nay mình đi mấy xe lận cô? Mấy xe? Dạ. Dạ. Hai xe sao lại nữa? Dạ. Rất là đông luôn. Các sư cũng đến để làm lễ tại chùa Ô Chum. Thì cả nhà mình biết là một cái hình ảnh rất là đẹp. Liên tục nha, đò liên tục, chở liên tục luôn. Và sang cái ở đây là sang sẽ cập mặt liên tục, cập nhật liên tục, để gửi đến cho các vị cô chú anh chị trên kênh của sang để xem những chi tiết hàng ngày tại chùa Ô Chum như thế nào. Và một cái hình ảnh đò bên kia đang đi về rồi cả nhà, rất là đẹp. Thì đò như là đi đò nhiều lắm cả nhà. Thì các bạn thấy lượng khách đầu giờ chiều của chùa Ô Chum thì rất là đông nha cả nhà mình. Thì đi mới ở Lộ Mới thì đã đến thêm 3 chiếc xe nữa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa Ô Chum và lễ cấn thành Sima. Thì cả nhà mình cũng biết thì lượng khách giờ càng mát thì lượng khách đổ về chùa Ô Chum mình rất là nhiều. Thì buổi trưa cả nhà mình biết là trời rất là nóng, nhiệt độ ở tại đây thì hồi trưa mình đo nhiệt độ ở tại đây thì khoảng 45 độ, nên là buổi trưa rất là nóng nực luôn. Thì bà con ở khắp nơi thì cũng lựa vào buổi chiều á cả nhà, để đi đón cái lễ Sima trong những buổi chiều cho nó mát mẻ và chơi ban đêm, thưởng thức những âm nhạc hay là thưởng thức những văn nghệ dù kê hay là cái gì ở tại ngôi chùa Ô Chum nha cả nhà. Thì mình sẽ di chuyển xung quanh để cho cả nhà mình xem. Nhờ ở đây thì bán rất là nhiều đồ luôn nha cả nhà mình. Đó. Rất là đông. Rất là đông, đồ rất là nhiều luôn. Và cả nhà mình cũng thấy rồi đó. Ở trong thì lượng khách chiếm. Trong đây chùa thì các bạn thấy lượng khách ở trong chùa rất là đông. Để cho các bạn xem rõ lượng khách ở trong chùa nha.
và di chuyển vào ở sân đằng sau kia rất là nhiều luôn cả nhà mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.